Xin chào anh chị yêu quý gốm sứ Nhật Bản của Gốm Nhật Toki. Hôm nay Gốm Nhật Toki tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một chiếc bình hoa với trăm hoa đua nở lộc lá đầy mình. Đây là chiếc bình thuộc dòng Kutani, vẽ tay toàn bộ và vẽ vàng rất là nhiều luôn nha anh chị ơi. Thì giờ đây kính mời anh chị cùng xem tổng quan tứ diện của chiếc bình này. Chiếc bình này sẽ có tứ diện đều được vẽ hoa, vẽ vàng toàn bộ, vẽ tay từng chi tiết một. Này mời anh chị cùng quan sát những đóa hoa mẫu đơn, những đóa hoa cúc đều được vẽ tay chuẩn chỉ, trăm hoa đua nở đây cả nhà. Mời anh chị cùng chiêm ngưỡng những cái nét vẽ ở trên đây vô cùng thủ công và vô cùng đẹp. Và để bắt đầu giới thiệu về con bình này thì em xin phép được giới thiệu về kích thước đầu tiên. Với chiều cao con bình lên tới là 33 cm, chiều cao 33 cm, và về phần vòng bụng thì sẽ có vòng bụng lên tới đó là 97 cm. 33 và 97 cm, một size rất là lớn, phù hợp cho anh chị mình có thể trưng ở trên bàn hoặc là trưng trên những chiếc đôn để trên bàn thờ hoặc là phòng khách, phòng làm việc, vô cùng xinh đẹp luôn cả nhà. Mình cùng chiêm ngưỡng cận cảnh con bình này luôn nhé cả nhà ơi. Thì đây, mời anh chị cùng chiêm ngưỡng vào cận cảnh những nét vẽ để thấy cái độ tỉ mỉ kỳ công của người nghệ nhân đã vẽ nên chiếc bình này cả nhà. Vô cùng tỉ mỉ luôn, từng chi tiết một. Cái nền thì được vẽ vàng, đó có là những chú chim nữa cả nhà ơi. Đây, những cái nét vẽ này, đây là phần viền, phần cổ này cả nhà, vô cùng đẹp nha. Và phía bên dưới thì chúng ta không thể bỏ lỡ, đó là phần chôn chuyện nha, chuyện ký chuẩn Kutani và là chuyện nền đỏ cho anh chị mình luôn. Ở phía dưới cái phần gần đáy này, cái phần đuôi á, cũng được vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ nha, vẽ vàng từng chi tiết một. Phải nói là cái ngòi bút của nghệ nhân rất là đỉnh, đỉnh cao luôn cả nhà. Bởi vì sao? Để vẽ được những cái chi tiết nhỏ như thế này mà trên một con bình như thế này thì phải mất rất bao nhiêu là kỳ công. Cái ngòi bút vô cùng là li ti nhỏ nhắn luôn cả nhà. Mình có thể cảm nhận thấy những cái nét vẽ ở trên đây. Từ những nét vẽ ở trên đây anh chị có thể thấy một tác phẩm vô cùng cực phẩm. Đây, anh chị có thể thấy những cái nét vẽ vàng, vẽ lá, vẽ hoa, vẽ cành, từng cánh hoa một được thể hiện vô cùng là chi tiết. Những chú chim từ chân tơ kẽ tóc, từ cái móng vuốt nữa cả nhà, nhỏ xíu xinh xắn. Đây là phần cổ. Về tổng quan của con bình này thì em thấy là độ mới còn rất cao. Tuy nhiên vì là đồ đã xưa rồi nên là sẽ không thể bỏ qua một, anh chị có thể bỏ qua một số cái lỗi như kiểu là bị mờ cái viền vàng một tí tiểu tiêu thôi, một tí xíu thôi anh chị ơi. Nhưng mà không ảnh hưởng, thì mình cũng có thể xem tổng quan để có thể nhận định về chiếc bình này nha cả nhà. Mình có thể xem ở trên video, em cũng đã quay cận cảnh rồi, đưa gửi tới anh chị mình nha. Và nếu như anh chị mong muốn giao lưu các mặt hàng gốm sứ Nhật Bản và trao đổi cái niềm đam mê với em Toki để có thể góp phần cho cái niềm đam mê của như cái cộng đồng yêu mến gốm sứ được mở rộng hơn thì đừng ngần ngại. Hãy liên hệ với em Toki qua hình thức đó là Facebook Gốm Nhật Toki và số điện thoại Zalo nha, 0901 112334 nha cả nhà. Em rất vui và rất hân hạnh được đón tiếp cũng như là có thể trao đổi đời với cái sự hiểu biết của mình đến với anh chị mình. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và anh chị ơi, nếu yêu thương sản phẩm này hoặc các sản phẩm em Toki mang đến, hãy đừng ngần ngại mà hãy đăng ký cũng như là like video để em có động lực giới thiệu anh chị nhiều sản phẩm mới hơn nữa, đẹp hơn nữa nha cả nhà. Một lần nữa thì Gốm Nhật Toki xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.